dành cái bong bóng này cho Lady May. Tại vì mình thấy May rất là đẹp, rất là, mà còn vui tính nữa, mà hát rất là hay. Đi nhảy đầm nha, đi nhảy đầm nha. Đi lên cái ruộng lên, mình đi vô mấy vũ trường mình nhảy đầm đồ cho vui, mở mang tầm mắt. Đã quá Pepsi ơi. Hi, xin chào mọi người, mình Trang Lúa đây. Bạn nghĩ hình tượng của mình hôm nay trông thế nào? Hôm nay thì thấy hình tượng của mình so với các nhân vật khác có vẻ hơi bất cười. Các bạn nhìn rất là lộng lẫy. Mình thì là một cây lúa, nhưng mà mình vẫn rất là tự tin nha mọi người. Nếu bất ngờ được khen đáng yêu, không thể quá đi, phản ứng của bạn sẽ là gì? Đầu tiên là mình sẽ cười, sau đó mình sẽ thả tim. Ấn tượng đầu tiên của bạn về các mascot biểu diễn cùng bảng? Mình đẹp như một nàng tiên cá thật sự luôn á mọi người. Nhìn cái dáng rất cao, rất là đẹp luôn. Nhìn rất là dễ thương, đầu cao, đẹp trai đó mọi người. Lady May như tỏa sáng như một ngôi sao trong ngày hôm nay. Hãy chọn 3 emoji đại diện cho 3 tính cách mà bạn muốn người khác cảm nhận về mình. Hãy ngạc nhiên về mình vì mình sẽ luôn luôn biến hóa không lường. Mọi người sẽ không lường trước được. Mình là một người vui vẻ, hoạt bát, có nhiều năng lượng. Cái biểu tượng mặt này không phải là mặt buồn đâu mọi người. Nó là một cái kiểu như là một người sống tình cảm và dễ bị tổn thương. Cho nên là mong là mọi người hãy luôn luôn yêu quý và yêu thương lúa thật là nhiều. Hãy chọn 3 emoji đại diện cho 3 tính cách mà bạn muốn người khác cảm nhận về mình. Mình thích được mọi người yêu thương quan tâm nhiều. Tuy nhiên là mình rất là dễ nổi nóng. Ai biết thiếu chương trình dùng kim mấy cơ để làm gì. Cho nên là để mà được người ta yêu thương nhiều thì hơi khó. Mình lúc nào mình cũng sẽ cố gắng cư xử thật là dễ thương với tất cả mọi người. Để nói về kinh nghiệm tình trường của mình, bạn sẽ dùng các emoji nào? Tất cả chị tình cảm của tôi đều rất là cao. Thôi đừng nói đi. Khi đến giờ ăn mà chưa được ăn, bạn sẽ trông như thế nào? Kiểu mình sẽ hơi tụt năng lượng xíu và mình sẽ không có hào hứng mấy thôi. Khi bị bạn bè hiểu lầm, tâm trạng bạn sẽ thế nào? Đầu tiên mình sẽ buồn và mình sẽ đi kiếm người ta mình giải thích cho bằng được. Nếu bạn và các mascot cùng bảng đi chơi với nhau, bạn sẽ muốn đó là buổi đi chơi như thế nào? Đi nhảy đầm nha, đi nhảy đầm nha. Đi lên cái ruộng lên, mình đi vô mấy vũ trường mình nhảy đầm đồ cho vui, mở mang tầm mắt. Bong bóng trái tim xanh tượng trưng cho những tình cảm đáng yêu. Trong lần phút đầu, chúng tôi đã chuẩn bị cho mỗi bạn một bong bóng để mạnh dạn bày tỏ tình cảm với nhân vật khiến bạn ấn tượng nhất. Dành cái bong bóng này cho Lady May. Tại vì mình thấy May rất là đẹp, rất là, mà còn vui tính nữa, mà hát rất là hay. Không biết diễn tả sao nữa. May thì lúc nào cũng sẽ ở trên trời. Cái bong bóng bay này thì nếu mà lúa mà có thả thì chắc chắn là May sẽ bắt được. Và hy vọng là cho dù là lúa không có với được tới May, nhưng mà hy vọng là May vẫn cảm nhận được tình cảm của lúa luôn dành cho giọng hát của May nhé. Và mọi người ơi, hãy cùng đón xem những tiết mục thật là hay của lúa, cũng như là các bạn nhân vật khác trong chương trình The Mask Singer Việt Nam nhé. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần.